Bạn có trang trại hay những sản phẩm nông nghiệp sạch và chất lượng mà chưa có nhiều người biết đến hay đầu ra chưa ổn định? Với thời đại công nghệ truyền thông phát triển, chúng tôi sẽ giúp bạn quảng bá những sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với chi phí rẻ nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0356015854. Trại dê giống Ninh Bình nuôi dê thảo dược chất lượng cao. Trại dê giống Ninh Bình ở xóm 7, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là một trại nuôi dê nhốt chuồng cho ăn các loại cây thảo dược nên cho chất lượng thịt thơm ngon bổ dưỡng. Dê giống thì nhanh lớn, có sức đề kháng cao. Tỉnh Ninh Bình còn nổi tiếng với thương hiệu dê núi Ninh Bình, nhưng nhiều bà con ở nơi đây chủ yếu là nuôi dê cỏ với phương thức chăn thả là chủ yếu nên gây suy thoái giống và cho hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy những nhược điểm này, anh Nguyễn Văn Thiệu ở xóm 7, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã bàn bạc với anh em bà con cùng xã thành lập hợp tác xã nuôi dê thảo dược Khánh Thành và trực thuộc liên hiệp hợp tác xã dê Ninh Bình. Hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành đã nhập các loại giống dê chất lượng như dê Bauer, dê Bách Thảo, dê Sanen tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây về nhân giống, chuyển giao cho bà con trong tỉnh Ninh Bình cũng như các tỉnh thành lân cận chăn nuôi để cải thiện nâng cao chất lượng đàn dê và tăng hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Với hàng trăm con dê mẹ sinh sản các loại và trung bình 2 năm dê đẻ được 3 lứa, nên hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành luôn có đầy đủ dê giống từ dê cai sữa đến dê đã sinh sản cho bà con chăn nuôi, cũng như có dê thịt chất lượng cao cho khách hàng và nhà hàng có nhu cầu. Đặc biệt, theo nghị quyết 32 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình, bà con trong tỉnh Ninh Bình khi đầu tư nuôi dê sẽ được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng trên một con dê giống. Bà con nào có nhu cầu chăn nuôi hãy đến trực tiếp hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành ở xóm 7, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để tham khảo con giống và học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Anh Thiện cho biết các giống dê ở hợp tác xã đều phù hợp cho chăn nuôi, bán chăn thả. Bà con có thể vừa nuôi nhốt vừa chăn thả được, chỉ cần đảm bảo sao cho chúng không bị đồng huyết thống. Chủ trại nuôi dê của hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành được thiết kế cao ráo, thoáng mát và bài bản từ hệ thống chống nóng, chống lạnh cho đến chuồng trại được ngăn thành nhiều ô chuồng riêng biệt để nuôi các loại dê khác nhau như dê sinh sản, dê hầu bị, dê đực phối giống, dê mẹ mang thai và dê thịt. Hệ thống máng uống cho dê của hợp tác xã là hệ thống máng uống tự động nên không mất thời gian để cho dê uống nước. Đàn dê của hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành cho ăn chủ yếu là cỏ xanh nên rất dễ chăn nuôi cho mọi bà con. Anh Thiện chia sẻ, trung bình một con dê mỗi ngày ăn từ 5 đến 7 cân cỏ, mỗi ngày cho ăn từ 2 đến 3 bữa như tên gọi của hợp tác xã. Đàn dê ở đây được bổ sung các loại lá như cây thảo dược nên sức đề kháng rất cao và cho chất lượng thịt thơm ngon, nhiều chất bổ. Anh Thiện cho biết các loại cây thảo dược mà hợp tác xã cho dê ăn bao gồm cây sài đất, cây hoạt ngào, cây sau đũa, cây treo rậu, cây trẻ đại. Tỷ lệ cho ăn cây thảo dược mà hợp tác xã của anh Thiện đang áp dụng không quá 1/3 khẩu phần ăn của dê mỗi ngày. Chia sẻ về lợi thế khi nuôi dê, anh Thiện cho biết nuôi dê chỉ tốn chi phí trồng cỏ và cắt cỏ cho dê, không phải mất chi phí mua cám như một số loại vật nuôi khác nên giá cả thị trường xuống thấp thì cũng không tạo áp lực lớn lên cho người chăn nuôi. Về cách phòng bệnh cho dê, anh Thiện cho biết con dê rất ít bị bệnh tật, như đàn dê của hợp tác xã thì luôn đảm bảo nước uống sạch, chuồng trại sạch sẽ, không bị ẩm thấp và căng màn chống muỗi. Vào mùa xuân kết hợp tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ nên đàn dê hầu như không bị bệnh gì cả, nếu như có bị thì chữa rất nhanh khỏi. Có một điểm đặc biệt nữa mà 3 phút nông nghiệp muốn chia sẻ cho bà con là về hệ thống xử lý phân và nước tiểu cho đàn dê của hợp tác xã dê thảo dược Khánh Thành. Sàn chuồng nuôi đặt cao 2m so với mặt nền và có lắp đặt hệ thống bếp tưới nước cho nền chuồng nên vừa thuận tiện cho việc dọn phân và hạn chế được thấp nhất mùi hôi thối và giảm được mùi bốc lên từ sàn dê, từ đó hạn chế bệnh đau mắt cho dê.